cái gì? Hưu đen, hưu đen. Ở từng quả đậu rất nhiều trận đấu rồi. Đó là hưu đen cũng có mà tầm bây giờ chúng ta cùng chơi xem coi. Chúng ta chuẩn bị trở lại. Coi. Ốm nhưng mà được cái nó cao lắm anh em ạ. Đội hình anh em trắng tốt vô tốt này đúng rồi. Phạm Thanh. Phòng thủ của hưu đen. Bây giờ là tấn công của hưu đen. Và đó là điểm số của đội hình thông minh. Điểm số đầu tiên cho 1-0 cho tập đoàn Outsport. Outdoor. Tập đoàn Outdoor đã có điểm đầu tiên 1-0. Tình huống là bóng tốt của Thanh Dương. Dương Thanh tắt bóng đường đi. 1 đều của Thanh Đen. Điểm số được các bạn 1 đều. Anh em nào vào xem live sau thì ủng hộ cho thằng Minh Cúc Phi một like, một chia sẻ. Cảm ơn mấy anh em rất nhiều. Thì ơi, thú lê. Thú lê. Cực kỳ chất lượng của Thú Lê. Một quả bóng mới đã bay nữa rồi. Hiệp đấu thứ hai này mới đúng là những gì mà chúng ta đang mong chờ. Điểm số khó khăn bắt đầu đang dùng bằng sáng kinh tế áo cao. Tập đoàn Aldo. 2-1. Tên anh em, họ sẽ tổ chức tấn công thế này. Thầy rồi, Lâm Tới ơi, quá đơn giản. Bóng vẫn còn. Chì một. Lâm Tới. Thủ bóng của Quy Sức. Quy Sức. Vẫn còn. Huy Điên. Chưa được. Chưa được cái đúng bóng này. Lâm Tới thì chưa. Điểm số 3-1 cho tập đoàn Outsport. Thực sự mà nói thì khi có người ta bị dồn vào bước đường cùng thì họ mới thực sự trở nên mạnh mẽ. Và tập thể tập đoàn Outsport đang làm rất tốt việc họ. Quá khó chịu rồi. Tới ơi. Đội tầng tới là có điểm mà thôi. 2-3. 2-3 cho tên anh em. 2-3 cho team tình anh em. Đây rồi. Lại một lỗ xử lý bộ đội thành công nữa. 4-2. Đội kia đánh mạnh một cái đùng của một điểm mà bỏ nhỏ một cái mẹt của một điểm. 4-2 cho tập đoàn Alstom. Có lúc thì đánh mạnh, có lúc thì đánh nhẹ. Đây rồi. Con chỉ một quá tốt. Phản công. Tình anh em. Đúng lại có tình huống di chuyển kiến thực xoay vị trí rồi. Lâm Tới. 3-4. Số đường rút ngắn 3-4. Một pha quýnh thêm xăng thì cũng nói rằng các vận động viên thi đấu cực kỳ mỗi lửa. Nhưng ở ngoài đời thì đúng rồi. Lâm Tới hai bạn kết thúc với nhau. Một shop online đồ thể thao và 3-4 cho tình anh em. Mà hồi mình có phi gom trên mình là gym trên mình lượng. Anh em nào có thích đồ thể thao mặc hợp đồng. Quy Sức ơi. Vận động qua hai phản công. Lần thứ hai. Giảm tầm lên đánh rồi. Hoặc đó là điểm số. Đánh bóng cao tầm của Quy Sức. Điểm 5-3. Và đội bóng tốt của Quy Sức. Em có thể vào tham khảo nha. Cảm ơn mấy anh em rất nhiều. 5-3. Đây rồi. Thẩm Thanh. Tiếp tục đi Thanh ơi. Con. Hú đen. Như không phải đó là Lâm Tới rồi. Mọi Lâm Tới. Điểm số rất tuyệt vời. 4-5. 5-4. Càng sau là đội của Sang Thị Thứ đối đầu với Ngọc Diệu Anh em ơi. Nghĩa là anh em đối đầu với nhau. Đây rồi. Quỳ xuống rồi. Bóng vào phòng thủ tuyệt vời của Cao Sơn. Phòng thủ vừa rồi từ phía Cao Sơn. Sau đó thì qua xử lý bóng của Lâm Tới chưa xa lưới. Thành công của tấn công của Quỳ Sức. Ở vừa rồi là tình huống như vậy. Không nha ơi, cái đồng đội đã không thể cân dụng. Em có 6-4. Đồ thiết kế đồ thi đấu thể thao. Anh em lai mạnh với mình với anh em ơi. 6-4. Bán vé máy bay rồi trang phục thi đấu rồi đồ thể thao. Tốt rồi. Rồi mấy cái đó là thua. Lâm Tới. Bóng chạm nhau rồi. 5-6 cho tên anh em. Công việc ở ngoài điểm số đúng ngắn 5-6.
Quần đùi, quần sót rất là đẹp nha anh em. Nào mà mặc đi quấn banh đồ rất là thoải mái, anh em có thể vào tham khảo nha anh em. Hồ Đen. Bóng đi vẫn tùy kỳ số 6, nơi có bất kỳ một vận động viên nào bên phía tên anh em phòng thủ cả. Đó là một vị trí tử địa. Và điểm số thứ 7 dành cho cái giày bên phía của Team phòng thủ sẽ đánh tứ kết thứ 3 nha anh em. Và sẽ chọn ra 4 đội đánh vào bán kết nha. Phạm Thanh. Anh ơi, rất khó chịu cho chàng trai này. Sao vậy? Được nha. Đấy rồi. Chàng trai sinh năm 1986 đã người ta giới thiệu là mặt chơi thể thao. Điểm thứ hai của 86 cho tập đoàn House Store. Có đầy đủ mà. Anh em vào xem sao thì đừng quên cho mình một like, một tay chúng ta lên video cho mình với anh em ơi. Đây là số 3 kịp không? Phòng thủ rất hay của Dũng Lai, bắt bài quá thành công. Lần này thì ông đang là thủ ra ngoài mất rồi. Điểm số 78 cho tem tình anh em. 78 Bảo Cao bị chấn thương anh ơi. Bữa trước nó đi quýnh giải. Mặc dù là tứ kết nhưng mà thua thì vẫn chưa chắc là loại nha anh em. Tại vì chỉ có 3 trận tứ kết thôi nhưng mà vẫn nó sẽ chọn là một đội vừa mới lạnh đang tập thua tứ kết nhưng mà có hiệu suất. Tỷ lệ kiểu như thua thấp anh em. Vẫn lựa chọn được vào trận bán kết nha anh em ơi. Bảo Cao bị xe đụng cho nên là chấn thương anh em, đang trong giai đoạn hồi phục, đang tập nhẹ là được rồi. Hưu Đen 2K7 anh em ạ. 8 đều. Chẳng bóng thành công của anh tôi. 98 98 cho tên anh em. Họ lại người làm chủ tới trận. Có bán lẻ. Họ đã buông lên dành trước rồi. Đủ ở trong đó có, ở trong Facebook, ở trong cái sở thể thao HM nó có đầy đủ ở trong đó, gần giá rất là. Đó là pha đá bóng rất hay của Huy Súc. Nhưng hiện tại thì bóng vẫn có. Bóng trong xa. Đây tình anh em đã vươn lên dẫn trước với 2 điểm. 18. Khoảng cách 2 điểm bóng trong sân. Là dễ dàng thì phòng thủ. Vừa làm YouTube vừa vậy thôi, vừa bán số mấy sao giờ ở đây. Kiếm thêm vợ sắp sinh anh em ơi, vợ sắp. Hữu Đen. Không có tiền. Không có bóng chân ra ngoài. 90 cho tập đoàn Outstore. Chúng ta cùng chờ xem rồi. Nhiều mà mình bán đấu thứ hai ngày 15 điểm nào. Bán cho nó vui anh em chứ thật ra. 90. Được bao nhiêu đâu, tại vì một cái quần mình bán có trăm mấy rồi. Không biết áo cũng bán có trăm mấy rồi, lời được 20,000 anh em mà vui thôi. Đam mê á. Anh em vô shop thể thao HM.com. 90. Đầy đủ ở trong đó. Và phong bóng ra ngoài của Dũng Lai. 11-9. 11-9. Chính xác là như vậy bạn ơi. Từng điểm số sẽ được tính ở trận tứ kết. Thầy ơi, Quyên Sức ơi. Tình huống chẳng bóng thành công của các con trai tên anh em. 12-9. Cũng chiếc chàng chẳng bóng thành công của các tên anh em. 12-9 là khoảng cách đã được nâng lên 3 điểm. 12-9. Nói chứ buôn bán gì đam mê hơn anh em. Trong lúc đi dạy rảnh thì mình cũng ngồi mình edit, mình làm mấy clip để bán đồ này nọ thôi. Và bước một lỗi của Hữu Đen. 13-9. 13-9, khoảng cách nó được nâng lên 4 điểm cho tên tình anh em. Tình anh em có Cao Sơn, Phạm Khôi, Phạm Thanh. 2 điểm nữa thì cái chơi bên phía của tình anh em. Và một em bên ngoài nhỏ nhẹ bên phía đó vừa lên anh em ơi. Đây rồi. Bóng vẫn còn. 14 rồi. Ngày nay bóng rổ của một sự bổ sung của tôi đã trở lại rồi. Bây giờ tôi phải làm tôi phải lại rồi. Cái bình trong hình của tôi đang em. Đây phong độ của năm tới. 14-9. Thua ở tỷ số 2-0 thực sự rất nguy hiểm cho đội hình của tập đoàn Outstore anh em ơi. Bây là bình luận viên nha. Hệ số mọi trận không ai rất nguy hiểm thực sự. Vì rất là tính theo hệ số anh em ơi. Quá hay cho năm tới. Mỗi ngày thì chạy cao đen. Quá như vậy
rồi.